chỉ cần chạm vào con vật bằng một tay nó sẽ khiến đối phương ngủ quên mãi mãi anh ta là thần chết nhiệm vụ hàng ngày của anh là kết liễu mạng sống của bất kỳ mục tiêu nào anh nhắm tới tôi thậm chí không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai cho đến thời điểm này khi tử thần đang lang thang trong rừng và tìm thấy một con nai đang ăn cỏ cách đó không xa nên tử thần đã từ từ tiến đến từ phía sau con nai nhỏ sợ hãi bỏ chạy từ phía nhưng lại lặng lẽ nhìn thần chết mà không hề có chút sợ hãi nào điều này khiến thần chết rất bối rối nhưng trong lúc đó nó lại choáng váng con nai nhân cơ hội đó bỏ chạy đây là lần đầu tiên thần chết thất bại có một khúc mắc trong cuộc sống vốn dĩ vốn nhàm chán đó là nó lang thang khắp nơi và nhanh chóng đuổi theo con hươu chỉ có điều con nai này không bỏ chạy khi nhìn thấy nó vì lòng bàn tay mang đến cái chết nó chưa bao giờ có bạn bè thần chết rất ghen tị vào ban đêm con nai nằm trên mặt đất và ngủ thiếp đi thần chết lặng lẽ đến với nó không lấy đi mạng sống của nó nhưng tôi muốn trải nghiệm cảm giác có bạn bè anh ta bắt chước tư thế của một con nai và nằm ngủ trên bãi cỏ bên cạnh mặc dù anh ta không cần nghỉ ngơi chút nào cho đến tận bình minh hương và những người bạn đồng hành của chúng chạy trong rừng theo nhóm thần chết đi theo phía sau lang thang khắp nơi hai người dần dần quen nhau và thường chơi đùa cùng nhau kể cả khi trời mưa thần chết thực sự đã giang tay ra để bảo vệ chú nai nhỏ khỏi gió và mưa vào ban đêm thần chết và chú nai nhỏ ngồi trên bãi cỏ và ngắm trăng thời gian trôi qua thật nhanh đang là mùa tuyết rơi dày đặc vào mùa đông cái chết và đàn nai vẫn không thể tách rời cho đến khi mùa xuân đến đàn hưu định di chuyển đến nơi khác thần chết không thể rời khỏi khu rừng này đã đến lúc phải chia tay nhưng con nai không đi theo tử thần và muốn hôn anh nếu tay anh ta chạm vào nó anh ta tất nhiên sẽ chết nhưng anh ta vẫn đặt nó vào miệng chú nai nhỏ chỉ muốn dành thời gian cuối cùng hãy thực sự gần gũi với bạn bè của bạn cái chết đã ban cho anh điều ước ôm cổ người bạn duy nhất của tôi một cách trìu mến ngay sau đó con nai mất mạng và cơ thể nó gục xuống thần chết đặt con nai xuống và ở bên cạnh người bạn của mình một lúc lâu trước khi anh ta bất đắc dĩ phải rời đi